Hello, hello, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Kami P-Swap. Đây là một cái dự án mạng Matic các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ làm iDrop cái dự án này. Đây là một cái dự án khá là lớn này, Big iDrop luôn. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ bật cái mạng Matic cho mình nhé. Chúng ta sẽ đổi sang mạng Matic nha. Bạn nào mà chưa có ví MetaMask thì các bạn tải ví MetaMask. Tiếp theo là các bạn sẽ tải add mạng Matic cho mình nhé. Đấy, tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào connect cho nhỉ. Sync up. Chắc là phải connect chứ. Các bạn chờ mình một ít nhé. Sync up nha mọi người ơi. Thì chúng ta sẽ email này, mật khẩu này. Ấn vào sync à, cái này thì phải lặp lại mật khẩu chứ. Sync up. Lưu lại. Connect wallet. Được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ ấn vào bot này, start network, swing network community have. Ôi trời ơi, select language ngôn ngữ này, ấn vào register Wallet. CC. Withdraw. Check main. Cái này mình cũng chưa hiểu lắm đâu mọi người ạ. Wire và wireless nè. Chúng ta sẽ ấn vào wire và wireless. Đâu, tôi có thấy cái gì đâu, wireless ở đâu? Trời ơi, tự dưng nó làm ra cái này ra mệt hết cả người ra ấy chứ. Tôi không có thấy wire và wireless ở đâu cả. Chúng ta sẽ làm thế nào? Đây mọi người ơi. Username, send, balance. Cái này thì là cái nào mà Wireless à, đây Verify Wallet đây. Trời ạ. Chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ tiếp cái lệnh này. Được chưa? À, unpenny one to ở đây Camry quá. Step 1, các bạn dán cái email đã đăng ký ở trên này. Đây là email này. Đúng rồi. Giờ mới biết. Ok. Join group. Quay lại ấn check. Group 2. Cái gì đây? Ơ, tôi join rồi mà. Ơ, sao vậy?
Ly tiếp. Ôi giời ơi, nó lại quay lại từ đầu hả? Đấy, phải 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 ấn vào cái nút lúc nãy, check airdrop. Phải nói là tôi không phải bot ấy mới được nha. Đấy, link to group nữa này, rồi tiếp này, ấn vào check. Rồi chưa? Ok. Tiếp theo. Theo dõi một cái này, theo dõi cái này là hai. Cái này thì như mình theo rồi nhỉ. Chưa theo à? Một. Hai. Theo bốn cái group ở trên Twitter. Ba. Bốn. Theo bốn cái group nhá. Tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đây cái này thì theo rồi. Hình như là hầu như là mấy cái này đều theo hết rồi. Đấy. Flow cạnh mất cái này này. Tiếp cái này. Low note. Ok, tiếp theo là các bạn vào Twitter copy lấy tên. À, profile thì mọi người sẽ copy ở trên. Dán vào đây. Lease is complete nha, các bạn sẽ được wireless ticket là 1 đồng. Ok, đấy, thế là xong nha mọi người ơi. Thì chúng ta sẽ quay lại đây xem nào. Concession. À, cái này là nó hướng dẫn. Trời ơi, lúc nãy mình phải đọc qua cái này trước. Nha. Đúng rồi, phải đọc qua cái này trước nè. Nếu không đọc là cứ thế là lao đi thôi à. Đấy, như thế là xong nhé mọi người ơi. Các bạn theo dõi cái video của mình để ấy nhé. Theo dõi cái video của mình để xem nhé các bạn nhé. Để làm theo nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả là phần mở rộng cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.